Xin kính chào các thí sinh của chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ. Hôm nay chú sẽ chỉ cho mẹ và bé làm một cái món. Cái món này nó lai vỡ giữa cái cá nè, xong rồi nó lại có nấm nè, xong rồi mình có lại có súp miso nữa. Còn mình có thêm một chút xíu nước cốt dừa. Món này rất là lạ và rất là dễ ăn, dùng để cho bé. Nhưng mà chủ yếu á, là mình sẽ dùng cái món này là cái món thi của mình. Ngày hôm đó mình thi cái chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ, mình bắt đầu làm cái món này. Thành phần nguyên liệu dùng để làm gồm có, ở đây mình có tỏi. Ở đây mình sẽ xài khoảng chừng 2 tép tỏi, 1 củ hành tím, 30g miso trắng. Đây là 15g đường, 7g nước mắm. Cải thìa này mình có thể sử dụng tùy ý của mình. Mình có thể sử dụng, không sử dụng cái cải này, mình sử dụng cải khác cũng được, không bắt buộc trong món này nhé. Mình có một chút xíu chanh để tạo cái vị chua, nước cốt dừa, một chút xíu gốc ngò rí, một miếng cá hồi khoảng chừng 80g. Mình có 4 lá chanh, một trái ớt sừng trâu, khoảng 3 trái cà chua bi. Và đặc biệt ở trong cái món này, Chánh sẽ sử dụng cái nấm Rica. Cái nấm này nó rất là tốt. Cái nấm này ở đây mình có thể thấy nè, ở đây Chánh có cái nấm này gọi là nấm ngọc châm trắng. Cuối cùng là mình có nửa lít nước dùng. Trước tiên là mình sẽ bắt đầu khâu xử lý. Đây mình có tỏi, hành tím. Rồi, tỏi mình sẽ cắt lá như vậy thôi. Hành tím cũng vậy luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình sơ chế. Ở đây mình có thêm một chút xíu gốc ngò rí nữa. Gốc ngò rí này mình bỏ vô mình xào rất là thơm. Sẽ cắt thật là nhuyễn. Bây giờ Chánh sẽ bắt đầu Chánh tiến hành cái khâu xử lý nó. Bây giờ mình sẽ một chút dầu ăn thôi. Mình sẽ cho một chút xíu dầu ăn lên như thế này. Đầu tiên là mình sẽ cho gốc ngò rí vô. Tiếp theo mình sẽ cho hành tím vô nha. Mình chỉ việc xào thôi. Xào cho nó thơm đã. Cho tiếp tỏi vô và mình tiếp tục mình xào. Sau khi mà cái tỏi cái hành của mình nó thơm rồi á, mình sẽ cho nước dùng. Ở đây là nửa lít nước dùng gà. Món này rất là dễ làm, làm rất là nhanh, khoảng 15 đến 20 phút thôi là mình đã có cái món rồi. Tiếp theo Chánh sẽ bắt đầu nêm nếm. Ở đây Chánh có 30g cái súp miso trắng. Nhìn nó vậy thôi chứ mình bỏ vô sẽ ra màu trắng. Rồi mình không có cần phải đợi cho cái nước này nó sôi hẳn. Nó chỉ cần nó vừa vào nóng lên như vậy. Chánh cho cả miếng cá hồi vô. Nước này nè, rưới lên. Chánh nhắc lại là cả nhà mình lưu ý là mình không mở lửa lớn. Mình để lửa thật là nhỏ. Và mình sẽ nấu như vậy trong vòng khoảng chừng 7-10 phút. Trong thời gian mà mình đợi cái này khoảng chừng 7-10 phút á, Chánh sẽ bắt đầu Chánh xử lý một số cái rau cải xung quanh đây. Mình cắt cái phần gốc ở bên đây đi. Chánh chỉ cần Chánh cắt cái này ra làm đôi thôi là được rồi. Chánh sẽ cho một chút xíu ớt sừng trâu. Chánh sẽ cho ớt qua một bên. Mình sẽ cho khoảng chừng 3 quả cà chua bi. Đây Chánh có 4 cái lá chanh. Mình bỏ xong lá ra ha. Mình cắt nhẹ thôi. Bên đây mình có chút xíu nấm. Ở đây Chánh có nói lại nè, nấm này là nấm ngọc châm trắng. Nấm này là nấm rất là sạch, họ trồng công nghệ sạch. Cho nên mình thấy cái nấm không? Nó trắng nõn nè, nó sạch ghê không? Và cuối cùng mình chỉ còn nước cốt dừa thôi. Mà hồi mình chỉ cần mình cho hết toàn bộ những cái này vô là mình sẽ thành phẩm. Mình cứ lấy tay mình dùng một cái muỗng nè. Mình cứ rưới cái nước sốt này lên trên đều trên cái mặt cá đó. Mình rưới như vậy là nó cho nó chín đều cái miếng cá nha. Nấu được 10 phút, Chánh sẽ bắt đầu Chánh sẽ cho nấm, gọi là nấm ngọc châm. Mình cho luôn mấy trái cà chua của mình vô. Ở đây mình có một chút xíu ớt. Cho cả cái xôi vô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cá hồi nha. Mình sẽ để cho nó sôi lửa lớn thật lớn như vậy trong vòng khoảng 1 phút rưỡi nữa. Đây mình sẽ cho cái cải của mình vô trong cái tô như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho cà ra nè. Cuối cùng là mình sẽ cho nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa đây là Chánh xài khoảng chừng 60ml nước cốt dừa. Sau khi cho nước cốt dừa là mình phải tắt bếp hẳn liền. Bắt đầu ở đây mình trang trí nè. Rồi, giờ Chánh sẽ cho miếng cá lên trên mặt nè. Chánh sẽ cho ít nấm lên. Rồi, giờ mình sẽ ướp cái nước dùng vô. Đó là mình để đây ha. Mình sẽ cho lá chanh. Một chút xíu tiêu lên trên mặt. Chanh rất dễ, mình để kế bên. Vậy là mình có một cái món súp làm rất là đơn giản, rất là nhanh.
rất nhanh, mình chỉ cần khoảng 15 cho đến 17 phút thôi, mình đã có một cái món. Cái món này chính là tên gọi là súp cá hồi với lại miso và nấm. Thì nấm này là nấm Ngọc Trâm nha, cho nên mình muốn đặt tên gì mình đặt, nhưng mà chính gọi là súp cá hồi với lại miso và nấm Ngọc Trâm, rất là dễ.